Kính chào quý vị và các bạn, sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm nay và ngày mai 25 tháng 8 năm 2023. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ duy trì nối với cơn áp thấp nhiệt đới ở vùng biển Đông Bắc Philippines. Gió mùa Tây Nam ở Nam Bộ có cường độ trung bình, trên cao áp cao cận nhiệt đới lấn Tây và có trục qua khu vực Nam Bộ. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa, ngày nắng có lúc gián đoạn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy, sét đánh và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 25 đến 27 độ và cao nhất từ 31 đến 33 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m, biển bình thường, có lúc động nhẹ. Dự báo thủy văn mực nước tại Cành Hào cao nhất 1m50, xuất hiện lúc 8 giờ ngày 25 tháng 8, thấp nhất âm 1m1, xuất hiện lúc 14 giờ ngày 25 tháng 8. Mực nước tại Phước Long cao nhất 0m77, xuất hiện lúc 13 giờ 30 ngày 25 tháng 8, thấp nhất 0m72, xuất hiện lúc 7 giờ ngày 25 tháng 8. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.